Kia xe tốt bản premium nhé. Bản này sẵn ra bản đã có sẵn cốp điện này, anh em thấy đấy ạ. Đây này, cốp điện nguyên bản của chiếc xe nhá. Tôi có xuất từ trong hãng ra đã có rồi ấy, nhưng bản này nó bị lỗi cốp điện. Và cái chi phí thay thì mới lại thì rất là cao nha anh em nhá. Mà lỗi cái con này thì không lên không xuống được nữa. Thì đấy, anh chủ qua bên em để mà thay lại một bộ cốp điện mới. Đây, cốp điện hãng này của Zin theo xe đây này, từ trong Kia này ra thì em tháo ra trả lại cho bác chủ và lắp lại một bộ cốp điện mới. Thì bộ cốp này cũng lắp vào cái vị trí Zin nguyên bản của chiếc xe. Đấy, và vẫn có nút bấm mở cốp như bản nguyên bản chiếc xe này. Đấy, lắp vào thì chi phí thay thế nó sẽ chi phí nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và anh em thay thẳng từ trực tiếp đồ Zin của cái hãng, và tất cả tính năng thì vẫn giữ nguyên, vẫn bấm mở chữ ấn trên này xuống và đóng cốp như bình thường. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây, bấm mở ngoài này thì anh em vẫn bấm mở ngoài này. Đó, bung rất là nhẹ nhàng và êm ái nha anh em nhé. Còn lại cốp điện thì bảo hành cho anh em là 2 năm, lỗi bên em đổi mới cho các bác. Đấy, các bác nào mà chưa có cốp điện, cho các dòng xe nào mà chưa cốp điện thì hãy liên hệ với Auto 365 Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác nhé. Cắm rắc zin ti đẹp chuẩn chỉ đây. Đây có một nút trên này mở trên xe, và đồng thời bên ngoài này sẽ có cái thêm một cái nút mở đằng ngoài chưa đây nữa. Anh em bấm đây rất là tiện. Bản theo xe là không có anh em nhé, bản theo xe là không có, bản lắp ngoài, cái này lắp ngoài thì có thêm ở đây và vẫn tích hợp với trên chìa khóa cho anh em. Cảm ơn anh em.